mẫu xe của MU đi em. Ok anh nhá. Cùng xem các cầu thủ Man Đỏ sở hữu xe gì mà lại để thua đội bét bảng Aston Villa tận 3 trái như thế này. Đầu tiên đó chính là hậu vệ kiêm diễn viên hài Harry Maguire. Hậu vệ 85 triệu bảng Anh này sở hữu cho mình một chiếc Range Rover. Đây cũng là cầu thủ tiễn nhiều anh em ra đảo nhất khi đá vào lưới nhà còn nhiều hơn ghi bàn vào lưới đội bạn. Thứ hai đó chính là Paul Pogba, cầu thủ đá ở tuyển thì hay, còn ở MU thì anh với Maguire là đôi tri kỷ. Không chỉ nổi tiếng với đường truyền ảo diệu mà cầu thủ này còn sở hữu dàn xe khủng, ví dụ như Lamborghini Aventador, Bentley Continental, Rolls Royce Down hay Maserati Quattroporte. Thứ ba đó chính là các hậu vệ Lisandro Martin, Diogo Dalot và Victor Lindelof đều sở hữu các mẫu xe nhà Mercedes-Benz.